Trước những tiêu cực từ biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long mạnh dạn xoay trục chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng đổi mới để chuyển mình. Thủy sản đóng vai trò trung tâm và là thế mạnh kinh tế đặc biệt của vùng này. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết sản lượng thủy sản nơi đây chiếm 70,94% tổng sản lượng toàn quốc với mức tăng trưởng gần 18% một năm. Cùng với lợi ích kinh tế, ngành hàng tỷ đô này đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường. Loại thủy sản này đã trở thành một trong những ngành hàng tỷ đô ở vùng châu thổ Cửu Long. Bất chấp những khó khăn từ dịch bệnh và biến động của thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra vẫn đều đặn mang về hơn 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ một năm. Chính vì vậy, nhiều nơi người dân vượt rào mở rộng diện tích nuôi không tuân theo quy hoạch. Nếu cách đây 2 năm, diện tích nuôi của toàn vùng là khoảng 5.400 hectare, thì nay đã gần 6.000 hectare. Nông dân mình làm lúa giá quá rẻ, làm lại năng suất không có cao nữa, cho nên vì vậy cái thu nhập của nông dân mình quá yếu, vì vậy phải chuyển sang nuôi nó có cái thu nhập cao hơn. Cách đây là hồi cuối giữa năm 2017, về hiệp hội chúng tôi cũng có khuyến cáo các cái hộ nuôi, rồi các cái doanh nghiệp, và đồng thời cũng có kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường quản lý đối với các cái vùng nuôi và tạo ra cái sự liên kết giữa các tỉnh, gọi là liên kết vùng, để từ đó chúng ta kiểm soát được cái sản lượng, và để tất nhiên trong quá trình phát triển chúng ta phải tăng, nhưng mà tăng ở mức độ nào và theo các cái lộ trình. Dù được quy hoạch trồng lúa, nhưng nhiều hộ dân nơi đây vẫn ồ ạt đào ao nuôi cá tra. Nuôi tự phát không chỉ khiến cung vượt cầu mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao. Bởi đa phần nuôi nhỏ lẻ, không đầu tư hệ thống ao đắng để xử lý nước thải. Nước từ ao nuôi được xả trực tiếp ra các kênh rạch xung quanh, dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi cá tra, ông Trần Ngọc Hải ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết, nếu cứ tiếp tục phát triển nóng mà quên đi yếu tố môi trường, thì lợi nhuận không đủ để giải quyết hậu quả. Ví dụ trước đây một cái vụ nuôi cá thương phẩm á, là nó bệnh khoảng chừng 2-3 lần. Còn bây giờ hầu như là cả chục lần cho tới khi xuất bán. Mà khi mà bệnh vậy đó thì nó kéo theo cái chuyện phải sử dụng thuốc hóa chất. Rồi tốn tiền cho người nuôi rồi lại là nó thải ra môi trường lại là cũng không tốt. Khi mà mình không có xử lý tốt trong vấn đề về cái nước thải đối với cái môi trường nuôi á, thì khi cái nước thải mà không được xử lý tốt thì cái mầm bệnh nó sẽ tích lũy để mà có thể gây hại cho cái chu kỳ nuôi kế tiếp của cái con cá. Sẽ gây cái rủi ro rất lớn trong cái vấn đề về cái quản lý dịch bệnh đối với con cá trong cái môi trường không tốt như thế này. Theo một nghiên cứu độc lập về môi trường của các chuyên gia ở đồng bằng sông Cửu Long, cứ 1 kg cá thương phẩm có khoảng 15% lượng thức ăn dư thừa thất thoát ra môi trường. Theo đó, ước có khoảng 1.600.000 tấn chất thải hữu cơ xả thẳng ra nguồn nước. Ngoài ra, 1 hectare ao nuôi cá sẽ tích tụ khoảng 1.000 mét khối bùn lắng vào cuối mỗi vụ. Bùn này gồm các chất ô nhiễm như thức ăn thừa, hóa chất trị bệnh cho cá, vân vân, có thể gây thoái hóa đất làm chết cá. Tình hình dịch bệnh thì ngày ngày nó càng nuôi càng khó hơn hồi trước. Giờ ví dụ như cá, anh thả cá giống mới là mấy ao nè, thả cũng tốt lắm, nhưng mà cái thời tiết bất thường thì nó cũng hao nhiều lắm. Khu vực này là rộng có 6.000 công à, mà nuôi chắc có cỡ chừng 400 hầm rồi, mà giờ nó ương cá bột á chết, rồi tới bự bự cũng chết, chết dữ lắm, chết luôn. Hàng ngày là có ghe lại mua đó, mà có khi sợ không có ghe mua hết rồi không biết mấy anh xử lý đâu cho hết à. Trên đường chạy ngang thì nó thối, dưới sông thì chắc nước chứ cũng ô nhiễm dơ dữ à. Nước thì xả xuống sông là chuyện đó thì hiển nhiên rồi, bị đâu có đường nào mấy ảnh xả đi đâu, chỉ xuống kinh chứ không đâu chứ. Xuống kinh ra sông thì bị ảnh hưởng với bà con gần đây. Để giải quyết tình trạng này, An Giang đã đẩy mạnh mô hình liên kết. Điều này vừa đưa việc nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch, vừa đảm bảo đầu ra và quản lý tốt về mặt môi trường. Điểm nổi bật khi tham gia mô hình liên kết này, An Giang hỗ trợ cho doanh nghiệp hạ tầng xử lý nước thải.
thông qua cái việc liên kết sản xuất này, mình áp dụng vô được luôn các cái chính sách, các cái quy định của nhà nước về cái sản xuất nông nghiệp, thì tôi cho rằng đây là một cái xu thế mà nhà nước cũng phải nên thông qua mô hình thí điểm này thì cần phải thể chế hóa nó để thành ra các quy định cụ thể sớm để đưa vào. Thì có như vậy thì cái sản xuất nông nghiệp chúng ta ở cái quy mô lớn, quy mô trang trại nó sẽ có cái hiệu quả hơn. Thế mạnh kinh tế thứ hai của ngành thủy sản là con tôm cũng có thời điểm phát triển ồ ạt, nhưng người nuôi và doanh nghiệp chưa tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện toàn vùng có gần 600.000 hecta nuôi tôm với hai loại chính là tôm sú và thẻ chân trắng. Hàng năm, ngành tôm đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương từ 3 tỷ 500 triệu đến 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2030, kinh tế thủy sản đóng góp từ 28-30% GDP trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Riêng con tôm phấn đấu mang về 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ngoài áp lực về kim ngạch xuất khẩu thì áp lực môi trường không hề nhỏ. Nước xả thải ra mà nó không có biện pháp mà xử lý hợp lý thì cái hàm lượng dưỡng chất hữu cơ rất là cao, chắc chắn là liên hệ đến cái tỷ lệ sống của con tôm, con cá trong cái điều kiện ấy nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà hàm lượng dưỡng chất hữu cơ cao thì nó kéo theo là oxy nó sẽ giảm. Rõ ràng với cái vai trò hết sức quan trọng là một cái vùng nuôi lớn của cả nước về thủy sản, hàng năm cung cấp một cái lượng lớn thủy sản cho hai mặt hàng chủ lực, thì cái ngành này nó còn sử dụng một cái lượng đầu vào, thí dụ như là thức ăn, thí dụ như là các loại thuốc thủy sản, cũng như là những cái loại phụ phẩm mà thải ra môi trường. Và nếu như được đầu tư khép kín, xử lý với một cái quy trình vừa sản xuất vừa chế biến mà được kiểm soát chặt chẽ, thì ngoài cái yếu tố kinh tế, nó còn giải quyết được vấn đề môi trường có ý nghĩa rất lớn. Với chủ đề đích đến bền vững, hội chợ Vietstream 2021 vừa được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, mong muốn được chung tay đóng góp để cùng hành động hiện thực hóa chủ trương của chính phủ, trở thành diễn đàn lớn của cả bốn nhà: nhà quản lý, nhà khoa học, nhà kinh doanh và nhà nông. Từ đó giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới, mô hình tiên tiến nhằm đảm bảo vùng nuôi bền vững và an toàn. Cụ thể, nếu nuôi theo truyền thống, mỗi năm chỉ có thể sản xuất 1-1,5 vụ, sản lượng tối đa 15 tấn trên 1 hectare, thì quy trình nuôi 3 giai đoạn này có thể nâng lên từ 3-4 vụ, sản lượng gấp 4 lần. Hiệu quả không chỉ là kinh tế, mà nuôi theo các mô hình hiện đại còn góp phần rất lớn trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái. Một số khách hàng nuôi được là từ 14 con đến 15 con trên 1 ký, tỷ suất lợi nhuận trên vốn bỏ ra là từ 90-100%. Thông qua những kỳ hội chợ như thế này, người nuôi tôm có thể tiếp cận gần hơn với những công nghệ mới, đặc biệt là khâu đầu vào như máy cho ăn tự động, bộ đo môi trường, thiết bị đo trọng lượng tôm và theo dõi bệnh, tất cả được tích hợp qua ứng dụng trên điện thoại. Chúng ta đã biết là hiện nay đối với ngành nuôi tôm thì nó có nhiều cái tác động ảnh hưởng đến cái tỷ lệ nuôi thành công. Trong đó thì nó sẽ nổi lên là 3 cái nhân tố chính. Thứ nhất đó là về cái môi trường nuôi thì hiện nay nó ngày càng bị ô nhiễm. Thứ hai đó là về cái tác nhân gây bệnh thì nó ngày một nhiều. Và thứ ba là cái tác động về biến đổi khí hậu nó diễn ra ngày càng phức tạp. Thế do đó mà để làm sao mà chúng ta hướng cho khách hàng có những kết quả nuôi tốt thì chúng ta phải xây dựng những cái mô hình nuôi sao cho nó phù hợp với lại từng khu vực khác nhau và từng điều kiện khác nhau. Ứng dụng khoa học công nghệ để phải xử lý triệt để cái chất thải trong nuôi tôm không thải ra ngoài môi trường để làm gì? Trong những cái thời gian tới chúng ta duy trì môi trường sinh thái cho ngành tôm phát triển một cách ổn định, tránh những cái vết xe đổ về môi trường sinh thái của các nước xung quanh. Hiện cả nước có hơn 200.000 hecta nuôi tôm công nghệ cao, tập trung chủ yếu ở Sóc Trăng và Bạc Liêu. Diện tích này chiếm hơn 1/4 diện tích tôm nước lợ của cả nước và không ngừng phát triển. Đây là tiền đề để Việt Nam có thể trở thành cường quốc sản xuất và chế biến tôm số 1 thế giới, chiếm 25% thị phần tôm toàn cầu với giá trị
20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045. Thông qua cái hoạt động xã hội cũng như thông qua các hoạt động sản xuất của nông dân, ngư dân cũng như những nhà doanh nghiệp, xây dựng một cái mình gọi là một cái sân chơi để trao đổi, hội thảo với nhau tất cả những tin tức, thông tin về khoa học kỹ thuật cũng như về cả cái quản trị kinh doanh, kể cả các cái mô hình tiên tiến là dần nâng cao lên để cùng nhau nắm bắt, trao đổi để đưa cái nền khoa học công nghệ cũng như cái trình độ khoa học công nghệ cũng như trình độ quản lý cũng như trình độ gọi là thương mại kinh doanh của những người sản xuất trong ngành thủy sản với nhau ngày một tiến bộ hơn. Trước tốc độ chuyển dịch kinh tế thủy sản như hiện nay, thì việc quy hoạch thủy lợi phù hợp đáp ứng nhu cầu sản xuất đa mục tiêu, không ảnh hưởng đến môi trường đang là vấn đề bức thiết, đòi hỏi sự đầu tư thỏa đáng và bài bản. Có như thế mới đảm bảo cho sự phát triển thịnh vượng trong tương lai. Thưa ông, qua nghiên cứu thì ông đánh giá về cái thực trạng môi trường tại các khu vực mà nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long như thế nào? Hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long về mặt sản xuất đó, thì hiện nay cái quá trình thâm canh hóa nó đang diễn ra rất là nhanh chóng. Cái xu hướng này nó đang diễn ra và chắc chắn là trong tương lai nó sẽ phát triển càng mạnh hơn nữa. Thì đương nhiên là nếu như mình phát triển nuôi thủy sản thâm canh thì điều có nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường. Thì hiện nay cái mô hình nuôi thâm canh thì mình nuôi mật độ cao cho nên là mình sử dụng nhiều thức ăn rồi hóa chất và cái chất thải của nuôi trồng thủy sản, ví dụ như là đặc biệt là ở vùng nước ngọt thì có nuôi cá tra và ở vùng biển, vùng ven biển thì có nuôi tôm, thì sẽ thải ra môi trường rất là nhiều và đó là một trong những cái điểm mà nó dẫn đến những cái dịch bệnh thường xuyên xảy ra trong những năm gần đây, ví dụ như dịch bệnh trên nuôi cá, dịch bệnh trên nuôi tôm, đặc biệt là những cái bệnh mà nguy hiểm xảy ra trên tôm gây thiệt hại rất là lớn cho người dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Nếu như chúng ta không có quản lý tốt cái nguồn chất thải thì nó sẽ thải ra môi trường và cái hiện tượng đó đang diễn ra. Là hiện nay là phần lớn cái chất thải là chưa được xử lý một cách triệt để, cho nên là những chất thải đó khi thải ra môi trường thì nó làm gây ô nhiễm, đặc biệt là khi dịch bệnh xảy ra thì những cái ao tôm thiệt hại, ao cá thiệt hại mà mình xả cái nước đó ra bên ngoài thì cái mầm bệnh nó sẽ lây lan. Đó là cái thực trạng mà hiện nay đang diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long. Trên cơ sở đó thì ông có gợi ý những cái giải pháp như thế nào để đảm bảo một cái vùng nuôi an toàn và hiệu quả? Thì cái giải pháp hiện nay đó là hiện nay một số cái tiêu chuẩn mà thương mại đó thì người ta đặt vấn đề không phải là chỉ có cái sản phẩm là sạch cho là đảm bảo sức khỏe con người không, mà người ta vẫn còn quan tâm đến cái vấn đề môi trường. Cho nên là dù muốn dù không gì thì chúng ta cũng phải càng ngày càng phải cải thiện cái kỹ thuật nuôi, cái công nghệ nuôi để đảm bảo được là mình sẽ giữ cho cái môi trường được tốt và bền vững. Thì hiện nay có hai cái hướng. Có nghĩa là cái hướng thứ nhất là hướng nuôi với cái mức độ là người ta hay gọi là nuôi hữu cơ hay là nuôi sinh thái đó. Có nghĩa là mình nuôi với cái mật độ rất là thấp và không có sử dụng nhiều thuốc hóa chất để đảm bảo là cái sản phẩm mình sạch và không gây ô nhiễm môi trường. Còn một cái xu hướng thứ hai đó là mình nuôi công nghệ cao. Nuôi công nghệ cao vậy thì mình phải điều khiển được vấn đề môi trường và mình kiểm soát được tất cả những vấn đề môi trường và xử lý cái chất thải. Những cái ao người ta có che phủ bằng những cái nhà màng. Cái thứ hai nữa là những cái mô hình, ví dụ như mô hình tuần hoàn. Tuần hoàn có nghĩa là trong quá trình nuôi đó thì mình lấy nước vô mình nuôi, và khi mà cái nước mà mình nuôi xong đó thì mình xử lý cái nước đó, mình tái sử dụng cái nước lại, mình tiếp tục mình nuôi. Có nghĩa là khi nước đầu vào đó thì mình xử lý cho nó sạch, mình nuôi để an toàn về mặt dịch bệnh. Và trong quá trình nuôi đó thì khi mà mình hoàn thành một vụ nuôi đó thì mình cái nước đó mình không có thải bỏ ra môi trường mà mình xử lý cho nó sạch rồi tái sử dụng trở lại. Và những cái chất thải ví dụ như là phân hay là thức ăn thừa này nọ thì mình cũng phải xử lý triệt để, mình có thể tái sử dụng cái nguồn đó. Ví dụ như là người ta đâu trong nuôi cá thì người ta có thể tái sử dụng cái chất thải đó để làm phân bón. Cái hướng đó là bảo vệ được môi trường, như vậy sẽ an toàn cho và bền vững cho cái nghề nuôi. Xin cảm ơn ông.
Điêu hồng là giống cá nước ngọt được đưa vào nuôi thả khá phổ biến ở các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, theo cách thả nuôi truyền thống trên sông Rạch, nên người nuôi luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh và nguồn nước. Trước thực trạng này, một số hộ nuôi đã mạnh dạn chuyển sang áp dụng kỹ thuật nuôi cá điêu hồng công nghệ cao trên ao nổi lót mặt. Tuy chỉ mới phát triển vài năm trở lại đây, nhưng cách nuôi này đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Sau khoảng 5 tháng thả nuôi, những ao cá điêu hồng trên bờ bắt đầu cho thu hoạch. Với diện tích 170m2 này, anh Đỗ Văn Nghĩa đã tự tin với sản lượng lên đến 3,1 tấn, một kết quả vượt ngoài mong đợi. Độ đồng đều thì nó đều hơn ngoài bè rất là nhiều. Rồi giá bán thì mình đạt tiêu chuẩn cá sạch của hợp tác xã, thì mình siêu thị xuất khẩu thì giá nó sẽ ổn định hơn ở ngoài bè. Thì trên lệch giá hiện tại giờ cũng vài ngàn. Trên diện tích 5.000m2 có 12 ao nổi lót bạc được thiết kế gần nhau. Mỗi ao có mật độ thả nuôi từ 50 đến 56 con trên 1 mét khối nước và áp dụng kỹ thuật nuôi 3 giai đoạn. Hệ thống cánh quạt được thiết kế nhằm cung cấp oxy cho cá, đồng thời hỗ trợ quá trình thu gom chất thải phát sinh. Cùng với đó là sử dụng hoàn toàn vi sinh thay vì kháng sinh hóa chất. Nuôi ở đây là thức ăn của mình là không có thiệt hại, cái thứ nhất. Và hiện tại là mình nuôi trên mô hình là xếp không bài của mình là tỷ lệ sống là tới từ thả cá tới giai đoạn thu hoạch là 71%. Nuôi theo truyền thống là từ bắt đầu thả cá tới thu hoạch là tỷ lệ sống 45-50%. Với cái mô hình này thì toàn bộ các công đoạn từ nước, từ giống, quá trình nuôi chúng ta đều kiểm soát được và đảm bảo cái chất lượng cho sản phẩm. Bên cạnh đó, cái môi trường đó là các cái chất thải của cái quy trình nuôi này cũng đã được thu gom, được xử lý để đảm bảo rằng là không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cá sạch nên từ khi bắt đầu nuôi đã có thương lái, hợp tác xã lẫn doanh nghiệp đến hỏi mua. Điều đặc biệt là hoàn toàn có thể quản lý chất lượng nguồn nước, đầu vào lẫn đầu ra. Trước khi thu hoạch thì cũng đã lấy mẫu kiểm tra về kháng sinh, về vi sinh thì tất cả là chỉ tiêu đạt hết. Đang phát triển để giao cho hệ thống siêu thị, cho những đơn vị như nhà máy đông lạnh đã làm xuất khẩu đi Mỹ, đi châu Âu. Ở những mô hình như thế này, nông dân có thể nuôi đến 3 vụ thay vì chỉ từ 1 đến 2 vụ so với nuôi bè. Lợi nhuận cũng vì thế sẽ tăng thêm. Những mô hình theo hướng công nghệ cao sẽ từng bước được chuyển giao nhằm giúp nông dân nâng cao thu nhập và quản lý vùng nuôi an toàn.